Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Biển Đông phát sóng trên kênh FBNC. Nếu như vấn đề Đài Loan trở thành một mồi lửa bất hòa âm ỉ giữa Mỹ và Trung Quốc, thì Biển Đông, tuyến đường thủy quan trọng về mặt chiến lược, đã trở thành đấu trường chính cho cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuần qua, tình hình Biển Đông thêm tăng nhiệt với màn thị uy xuất mạnh và sự vụ đụng độ gay gắt. Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, các nước đã có những động thái mới gì trong tuần qua? Việt Nam phản ứng như thế nào khi Đài Loan tập trận tại Trường Sa? Chuyên gia nhận định ra sao về toan tính của Bắc Kinh? Xin mời quý vị theo dõi bản tin của FBNC để tìm hiểu những diễn biến nóng nhất này. Mở đầu bản tin hôm nay là diễn biến mới nhất khiến tình hình Biển Đông thêm sục sôi trong tuần qua. Với ngôn từ cực kỳ mạnh mẽ, Philippines vừa lên án tàu hải cảnh Trung Quốc cản trở và sử dụng vòi rồng nhắm vào hai tàu tiếp nhiên liệu Manila trên Biển Đông. Vụ việc xảy ra vào ngày 16 tháng 11 khi các tàu trên đường đến bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Philippines chiếm đóng trái phép. Theo Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin, không ai bị thương trong vụ việc nhưng họ phải hủy bỏ nhiệm vụ tiếp tế cho các binh sĩ đồn trú. Hành động của tàu hải cảnh Trung Quốc là phi pháp, trích lời Ngoại trưởng Locsin viết trong thông cáo. Ông cho biết đã gửi những thông điệp cứng rắn nhất đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila về sự tức giận, lên án và phản đối đối với vụ việc này. Ông Locsin cảnh báo Bắc Kinh thiếu kiềm chế và đang đe dọa tới mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Sau đó, vào ngày 18 tháng 11, phía Trung Quốc đã có phản hồi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên tuyên bố hai tàu tiếp nhiên liệu Philippines đã xâm phạm vùng biển của Trung Quốc một cách trái phép, buộc tàu hải cảnh phải thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật để bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và duy trì trật tự hàng hải. Phát ngôn nói trên cho thấy sự ngang ngược từ phía Bắc Kinh. Bởi lẽ, bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Vào năm 1999, Philippines cũng đã đưa ra tuyên bố chủ quyền với thực thể này, đã ủi tàu chiến của nát PRP Saramare lên bãi cỏ mây, biến nó thành một tiền đồn để duy trì sự hiện diện trái phép ở khu vực. Về vấn đề này, vào hôm 18 tháng 11, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 trong mọi hoạt động trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp tình hình, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực. Cũng liên quan đến vụ đụng độ giữa tàu Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông, ông Casader, cựu giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm Tình báo Hỗn hợp Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ nhận định, đây không phải là lần đầu tiên các tàu Trung Quốc chặn các nhiệm vụ tiếp tế cho bãi cỏ mây, nhưng hình như đây là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng lực lượng hải cảnh thực hiện các hành động này. Lâu nay họ chủ yếu sử dụng lực lượng dân binh biển. Theo chuyên gia, đây có thể là một bài thử lửa với Philippines và Mỹ. Bắc Kinh muốn xem rằng liệu Philippines có đáp trả và yêu cầu sự hỗ trợ của Mỹ hay không. Quan trọng hơn, nó là động tác thử lửa chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Liệu Washington có ủng hộ Manila nếu Manila quyết định đáp trả? Sự im lặng của Mỹ có thể khuyến khích Trung Quốc càng lấn tới, chuyên gia phân tích. Trong khi đó, theo tiến sĩ Colin Korn, chuyên gia quốc phòng thuộc trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam, Singapore, Trung Quốc muốn thể hiện quyết tâm chống lại mối quan hệ khăng khít giữa Mỹ với Philippines trên Biển Đông, và có thể Bắc Kinh còn muốn nhắc nhở các ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines năm 2022 rằng bất kỳ ai đắc cử cũng phải xử lý vấn đề Biển Đông một cách cẩn thận. Không chỉ dừng lại là đụng độ giữa hai nước láng giềng trên vùng biển nhạy cảm, Trung Quốc vừa qua còn ráo riết tập trận ngày đêm. Theo South China Morning Post, Trung Quốc cũng đã tiến hành tập trận vào ban đêm với máy bay ném bom ở vùng biển ngoài khơi phía nam đảo Hải Nam nhằm tăng cường khả năng tấn công và sẵn sàng chiến đấu. Chiến khu Nam Bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA hôm 14 tháng 11 cho biết, hàng chục oanh tạc cơ từ một trung đoàn không quân hải quân đã thực hiện cuộc tập trận vào đầu tháng này để cải thiện khả năng tác chiến và phản ứng vào ban đêm. Trong cuộc tập trận cường độ cao, máy bay ném bom H6 Tray đã luyện tập đánh trả các cuộc tấn công của hải quân và lục quân đối thủ, cũng như tập dượt chiến thuật khai hỏa. Những cuộc tập trận sẽ giúp binh sĩ sẵn sàng chiến đấu bất kể ngày hay đêm, trích tuyên bố của quân đội Trung Quốc trên trang mạng xã hội. Tuy nhiên, thông tin về địa điểm và cuộc tập trận lại không được tiết lộ. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang ở eo biển Đài Loan và Biển Đông. Hồi đầu tháng 11, nhằm đáp trả chuyến thăm của phái đoàn nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan, PLA đã tổ chức hàng loạt cuộc tập trận gần hòn đảo này. Trong vỏn vẹn 24 giờ hồi tháng 10, PLA còn điều số lượng kỷ lục 149 máy bay quân sự về phía tây nam Đài Loan, khiến cho lực lượng phòng vệ của hòn đảo phải kích hoạt hệ thống tên lửa phòng không để đáp trả. Theo South China Morning Post, các chiến đấu cơ và máy bay ném bom PLA cũng tuần tra từ căn cứ ở Hải Nam trên Biển Đông, bất chấp các tuyên bố chủ quyền từ các nước láng giềng. Được biết thì H6 Tray là một trong những máy bay ném bom hiện đại nhất của Hải quân Trung Quốc. Đây là phiên bản của chiếc H6K của Không quân Trung Quốc, được trang bị thêm động cơ phản lực hiệu quả hơn và có khả năng mang tới 6 tên lửa hành trình tầm xa. Trước các động thái ngang ngược của Trung Quốc, Hải quân Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cùng đồng minh cũng tổ chức các cuộc tập trận rầm rộ ở khu vực. Vừa qua, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản MSDF cho biết đã lần đầu tiên triển khai tàu ngầm, tiến hành tập trận chung với Hải quân Mỹ trên Biển Đông vào hôm thứ Ba ngày 16 tháng 11. Ngoài ra còn có 2 tàu khu trục, 1 máy bay tuần tra. Phía Mỹ cũng đã gửi 1 tàu khu trục và 1 máy bay tuần tra. Nội dung tập trận là huấn luyện tác chiến chống ngầm, bao gồm theo dõi hành tung tàu ngầm của đối phương dưới đáy biển. Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên Tokyo và Washington thực hiện diễn tập chung với sự tham gia của tàu ngầm trên Biển Đông. Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện ở vùng biển này khi bồi đắp trái phép các đảo nhân tạo và xây dựng căn cứ quân sự. Mỹ đã cố gắng ngăn cản sự bành trướng của Bắc Kinh bằng Hiệp ước An ninh mới AUKUS và cộng thêm cuộc tập trận mới đây. Các nhà quan sát cho rằng nó chứng minh mối quan hệ đồng minh chặt chẽ giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản, cùng nhau kiềm chế Trung Quốc để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trước tình thế căng thẳng ở Biển Đông, giới quan sát cảnh báo các quy định an ninh hiện tại ở Biển Đông không đủ để ngăn căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát, đồng thời kêu gọi một nỗ lực mới để thống nhất bộ quy tắc ứng xử trên biển. Hari Zahari, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Malaysia, phát biểu tại một cuộc hội thảo về Biển Đông được tổ chức tại Tam Á trên đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc rằng chúng tôi đã chứng kiến việc quân sự hóa ngày càng gia tăng từ các hoạt động khai hoang, các hoạt động hải quân và hàng hải được công khai và các cuộc xâm nhập thường xuyên hơn vào các vùng lãnh thổ tranh chấp, cũng như quấy rối các hoạt động đánh bắt hải sản. Kể từ đầu năm 1990, ASEAN đã thiết lập nhiều quan hệ đối tác và đối thoại với các quốc gia khác nhau để đảm bảo an ninh và ổn định của Biển Đông, nơi 1/3 lượng hàng hải toàn cầu đi qua hàng năm. Chúng bao gồm các hội nghị thượng đỉnh với các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Úc và Mỹ, cũng như các cơ chế đa phương như Diễn đàn khu vực ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á. Thế nhưng mặt trận biển đã thay đổi cục diện trong thời gian gần đây. Dù các cuộc tập trận chung của Mỹ và đồng minh ở Biển Đông được coi là đáp trả với các màn thị uy sức mạnh của Trung Quốc, nhưng giới quan sát cho rằng đây có thể là một lời nhắc nhở. Đã đến lúc ASEAN cần xem xét lại các cơ chế an ninh của mình. Theo Mark Valencia, một học giả cấp cao tại Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hải Nam đã cảnh báo. Các hội nghị thượng đỉnh ASEAN đã đến và đi, nhưng mối đe dọa lớn nhất đối với ASEAN cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực vẫn còn đó, và chúng ta đang chứng kiến một cuộc đối đầu của Mỹ-Trung đang leo thang ở Biển Đông. Trong khi ASEAN đã nhiều lần khẳng định về nguyên tắc trung lập, nhưng các thành viên ASEAN lo ngại rằng họ sẽ bị buộc phải chọn phe nếu sự cạnh tranh giữa các cường quốc như Trung Quốc và Mỹ tiếp tục gia tăng. Học giả Valencia gợi ý rằng ASEAN có thể nói rõ với cả Trung Quốc và Mỹ rằng việc Hebat cho rằng nói trước thường bước không qua. Mọi chuyện cần phải có thời gian trả lời. Ở một diễn biến khác, trong khi mâu thuẫn gia tăng với Trung Quốc, Đài Loan đã cử 2 tàu ngầm Hải Long và cảnh sát biển để tham gia cuộc tập trận gần đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Đài Bắc chiếm đóng trái phép. Cuộc tập trận đã được Cơ quan Phòng vệ Hòn đảo báo cáo vào hôm 9 tháng 11. Tuy vậy, bất chấp là lý do gì và bất kể là quốc gia hay khu vực nào, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước ta khẳng định tàu ngầm Đài Loan diễn tập ở Trường Sa là xâm phạm chủ quyền Việt Nam, yêu cầu không tái diễn. Mọi hoạt động tuần tra diễn tập quân sự của Đài Loan tại vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 18 tháng 11. Bà Hằng cũng nhấn mạnh lập trường của nước ta rằng Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động trái phép trên và không tái diễn trong tương lai. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Giới chức Đài Loan không cho biết cụ thể về thời gian và nội dung diễn tập, nhưng nói rằng tàu ngầm Hải Long có nhiệm vụ bảo vệ các tuyến hàng hải trong thời bình, cũng như tham gia tác chiến rải thủy lôi khi xung đột nổ ra. Ba Bình là một đảo có diện tích tự nhiên lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đài Loan chiếm giữ trái phép đảo này và từng triển khai lực lượng thủy quân lục chiến đồn trú. Tuy nhiên, từ năm 2000, Đài Loan thay lực lượng đồn trú trên đảo Ba Bình bằng một đơn vị cảnh sát biển được trang bị các loại vũ khí như súng máy, cối tầm xa. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Biển Đông hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại!